Sự tích con muỗi. Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề, hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi, thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ti cho có bạn. Sau đó không lâu, người vợ trẻ tự cái chết mang đi một cách đột ngột. Người ta không thể tả được cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử, nhưng bị người nhà ngăn trở và canh phòng ráo riết. Hôm sắp sửa cất đám, bỗng có một đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh, mà theo lời ông ta đã từng có nhiều người dùng phép đó cứu người chết sống lại. Phép của ông ta rất giản dị, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là người sống mỗi lần, ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình cho tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào, chỉ trong khoảng 3 tháng 10 ngày là người chết sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời dặn, hy vọng đưa người yêu trở lại cõi thế. Anh ta ngày ngày ôm ấp vợ, truyền sức nóng, hơi thở của mình vào cái xác đã lạnh toát. Nhưng sau đó 3 ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm, làm cho mọi người không chịu được. Họ kéo nhau đến nhà, bắt anh phải chôn lập tức. Bất đắc dĩ, người chồng nhờ xóm giềng chặt nứa làm giúp một cái bè để mình đưa xác vợ đi một nơi khác. Nhiều người vui lòng giúp anh chàng trong việc này. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã chở người yêu đi biệt. Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi, người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ vợ. Cái tử thi đó, chồng vẫn như người nằm ngủ. Lòng anh chàng tràn trề hy vọng. Đến một nơi kia, anh ta cắm bè lại kề một bãi cỏ rộng, lên bộ nấu ăn. Tình cờ trong khi đi nhặt củi, anh ta gặp một cụ già. Nhìn thấy ông cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh trời nước hoang vu, lại râu tóc trắng xóa, hình dung không có gì lam lũ. Chàng trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên. Hắn đang suy nghĩ thì thoáng một cái, ông cụ đã đứng trước mặt. Hiểu ngay đó là bậc tiên Phật, hắn vội phục xuống chân cụ già rồi kể lễ sự tình. Cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ xin làm cho vợ mình sống lại. Thấy hắn nài nỉ hết sức, Đức Phật, vì chính cụ già đó là Đức Phật, theo xuống bè, bảo hắn chích máu ngón tay nhỏ 3 giọt vào miệng vợ. Tự nhiên người đàn bà mất mấy môi, rồi từ từ ngồi dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Đức Phật trước khi ra về có hỏi người vợ: anh chàng này cho vay 3 giọt máu để ngươi được hồi sinh, vậy nhà ngươi có yêu anh ta chăng? Trước câu thề bội nặng nề của người đàn bà, Đức Phật bảo: không can gì, nếu không yêu nữa thì chỉ có việc trả lại 3 giọt máu cho anh ta thôi. Thấy bọn họ nóng lòng trở về quê hương, Đức Phật gọi một con cá sấu khổng lồ từ dưới nước lên, bảo chở họ đi. Cá sấu vừa xong được nửa ngày đường thì bụng đã đói. Nó bảo hai vợ chồng lên bộ để nghỉ ngơi, để nó đi tìm cái ăn. Hai vợ chồng dắt nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ, ít có ai sánh bằng, thì bỗng nảy âm mưu chiếm đoạt. Hắn lân la lại gần, đưa các mẫu hàng tơ lụa và đồ trang sức ra chào khách. Đi chào khách, nhưng kỳ thực là để tán tỉnh người đàn bà đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đấy còn có nhiều món hàng nữa rất quý giá và rất rẻ. Hắn mời họ xuống xem. Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tí nào. Cơm nước xong, chàng bỏ mặt người khách thương, dắt vợ ra bến vắng, ở chỗ hẹn với cá sấu, ngồi đợi. Họ ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chút, rồi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ rằng sau lưng họ, người khách thương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ nhẹ đến thức riêng người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kề đó để hắn biếu một món trang sức rất đẹp. Thuyền của tôi chỉ cách đây 10 bước, bà không đợi lâu đâu. Nghe nói thế, lòng người đàn bà chuyển động. Nàng đứng lên đi theo người khách thương xuống thuyền. Bọn thủy thủ nhổ neo
và dông thuyền chạy mất. Lại nói chuyện cá sấu, lúc ngồi lên chỗ hẹn thì thấy chỉ có một mình người chồng, bấy giờ vẫn đang ngủ say. Cá sấu thức hắn dậy hỏi chuyện. Anh ta ngờ ngác không hiểu thế nào. Một mất mười ngờ, hắn đổ tội cho cá sấu đã ăn thịt mất vợ mình. Để giải mối ngờ, cá sấu mới bảo hắn kiếm cây luồn qua miệng mình, khua trong dạ dày xem thử cho biết. Anh chàng làm theo, chỉ thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá và đá cuội, mới biết mình ngờ sai. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy vợ, hắn trở về bến, ôm đầu kêu khóc rất thảm thiết. Cá sấu thương tình, bèn bảo hắn cưỡi lên lưng, để nó chở đi đuổi theo những chiếc thuyền vừa qua lại ngang đây dò tìm tung tích. Sau mấy lần dò hỏi, người ta cho biết một chiếc thuyền buồm vừa đi qua có một người đàn bà trẻ và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng vợ chàng. Cá sấu bèn cố công đuổi chiếc. Khi nhìn thấy vợ ngồi trong thuyền khách thương, người chồng nói giọt vào: "Nàng cứ nhảy ra đây, tôi không thể sống xa nàng được. Tôi sẽ làm cho nàng sung sướng." Nhưng người vợ bảo chồng: "Chàng về đi, em đành phụ chàng. Chàng tha thứ cho em vậy." Rồi đưa ra cho chồng một gói vàng. "Chàng nhận lấy cái này và coi như em đã chết từ hôm nào rồi." Vừa bực tức vừa thất vọng, chồng ném gói vàng xuống nước, nhờ cá sấu đưa mình trở lại tìm Đức Phật. Khi Đức Phật gặp bọn họ, liền giục cá sấu hối hả trượt theo chiếc thuyền của khách thương, để cho anh chàng thức tình đòi lại ba giọt máu của mình. Lại nói chuyện người đàn bà, sau khi chích máu ở tay để lấy ra ba giọt trả nợ cho chồng, thì ngã vật xuống chết ngay. Người khách thương hết sức chữa chạy, nhưng vô hiệu. Rồi đó, hắn ném xác nàng xuống biển. Nhưng do phép màu của Đức Phật, người đàn bà ấy hóa thành con muỗi. Vì thiếu máu nên lúc nào muỗi cũng lén lút đi chích trộm của người một tí để sống. Luân hồi vay trả trả vay, có vay có trả, có sai bao giờ. Phước huệ song tu. Cần tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà Is trì trai hơn 30 năm, nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó, có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy, nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau, người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ba thiết, thưa rằng: "Mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy?" Sư nhân ba thiết đáp: "Để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua, ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó, ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng." Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà Thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi: "Mẹ ngươi trước khi mất, có điềm gì không?" "Dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì." Nhưng bà Thiết nói: "Như vậy thì không tốt lắm." Rồi sư nghĩ thầm: "Thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa, giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy?" Sư nhân bà Thí không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn: "Anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như
những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư Nhân Bà Thí nói: như vậy thì rõ rồi. Ta có thể xác định bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cơm giữ mãi tà niệm. Thế là sư Nhân Ba Thiết bảo thân quyến bà X: cách nhà các ngươi khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo, khoảng 10 mấy con. Các ngươi tới đó và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn. Hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư Nhân Ba Thiết mô tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa, thỉnh Nhân Ba Thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhân Ba Thiết bảo: không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thâm sơn phóng sinh. Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhân Ba Thiết nói: không lẽ các ngươi muốn nó ở trong súc đạo hoài hay sao? Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết, heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Nhân Ba Thiết nói: đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tử nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật cho thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan là giết heo mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, cho nên ý tà còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm, bà không hề tha thiết niệm Phật A Di Đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã ác hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư Nhân Ba Thiết kết luận: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ. Các ngươi phải cẩn thận, cảnh giác. Thận cảnh sát và phú ông. Tiết Thành và Sử Đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt, chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài, sầu buồn ủ rũ. Số là họ có 2 đứa con gái, bé Út tên là Bảo Châu do cầu tự mà có được, nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng. Bảo Châu rất thanh tú khả ái, đối với người ngoài bé rất ngoan. Nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy, giận dữ, thường hét gây, hễ gặp người thân là đánh. Tiết Thành vì con gái mà phải bước vào con đường học Phật, anh thường tụng kinh
phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô số, khoản chi ra kết xù, cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chiều hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than: tôi hết trụ dẫn nữa rồi, Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó? Nếu thật tôi nợ nó thì phải trả thế nào đây? Nghe anh rầu rĩ kể lể, tôi bảo: con cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới. Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy, đối với các vị đúng là không phải thiện duyên. Thật ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến Thượng Hải, đầu đuôi như sau. Tại sở cảnh sát thuộc bến Thượng Hải cũ có Hồ cục trưởng và thuộc hạ Tiểu Quách, hai người chơi thân thắm thiết, hết bực tin nhau. Lúc đó tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời, do gã X là trùm giang hồ khét tiếng vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến Hồ cục trưởng báo án, xin ông giải cứu cho. Nhưng Hồ cục trưởng tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó ông sai Tiểu Quách đi điều tra sự việc. Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên trùm X lót tiền hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn phú ông, nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm, chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít. Cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tưởi, bị hà hiếp bất tử. Ông Hồ cục trưởng kiếp xưa đời nay chính là Tiết Thành, còn thuộc hạ thân tín Tiểu Quách giờ là người vợ Sử Đình. Do phú ông trong quá khứ Phúc Lâm Chung lòng đầy oán hận đã thề sẽ báo thù, hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên trùm X do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục. Tôi bảo Tiết Thành: mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật tu tập, nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ. Phú ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho. Vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thường hành thập thiện và phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con gái. Hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội, tinh tấn tu không biến đời. Dẫu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách, phải nghĩ là mình đang trả nợ cho Tiêu Diệp. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế, chừng khoảng 5-6 năm nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui. Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn người vợ Sử Đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt để thành một gia đình Phật hóa. Hai cậu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi. Cảnh quan quan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an, ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót.
mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai đứa con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm ven đường trên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân và tận sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ điều, khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ. Nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử Út. Còn gã nghèo sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ, vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm, sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là oan gia tế đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo, nếu như hai ông bà không sám hối tu hành làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp, hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh bình, giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào rủi mai, bởi nhân quả báo ứng không hề sai, không hề sai. Bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trong khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú
còn được gọi là mật ngữ. Vì Phạm Thiên và Nhị Thừa không hiểu, chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý Như Lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang, trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu. Từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, đạt được A-la-hán. Không trì chú này mà tọa đạo tràng, khiến thân tâm xa lìa ma sự, thì không có điều đó. Trong Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt. Sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia. Trong Kinh Đại Bi Tam Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú, bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng, bệnh bao tử càng ngày càng đau. Hôm đó, khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác bao tử nóng, muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tư tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu, nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng, có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói: người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói khó khăn lắm, ba tôi mới đưa được tay lên khoát khoát, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ: dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây chỉ nghe tụng chú trên đĩa, cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến. Tôi cứ đọc mãi, cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chú Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên,
Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bướu được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám. Bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử. Trong thời gian cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm lợi ích chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói, tụng chú quý ở chỗ thành tâm. Cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Phụng hành. Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ, gồm gia sản của bà chủ, đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phía quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bướu mà chết. Có thể nói họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số mệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niệm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, siêng tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy cần có tâm bình hòa, nhẫn nhục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu vận
là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì Dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách: "Sao chị chơi tệ quá vậy?" Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở nó: "Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường nể dì Dượng nên chị luôn nhường nhịn, hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được." Thế là tôi túm lấy nó, đánh vào mông nó một trận. Tiểu Vận bị tôi đánh khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ, bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó dì Dượng tôi về. Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì Dượng phật ý hỏi với giọng đầy trách móc: "Vậy là sao?" "Trời, vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả?" Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Vận vừa khóc vừa gào lên: "Là chị Hồng làm hết á. Chị vừa đánh con vừa quăng đồ á. Không những làm con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó." Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì Dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay. Họ giận dữ mắng tôi: "Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay!" Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành nhẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ: vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài gia trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dượng ở cạnh bên thở dài não ruột. "Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận đâu?" Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ một Tiểu Vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước dãi chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. "Nó bị như vậy đã một tuần rồi." Dượng tôi bất đắc dĩ kể cho tôi nghe. "Con đi rồi thì qua ngày sau, Tiểu Vận đột nhiên toàn thân co giật. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn." "Phải làm sao bây giờ đấy chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà." Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. "Đừng lo, rồi sẽ có cách mà." Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù Tiểu Vận, dì Dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho, nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho Tiểu Vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là
tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho tiểu vận. Kỳ tích xảy ra. 3 ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quan con hãy tha lỗi cho dì nha. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn, hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiện niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn dục, như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tụ nơi nhẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói năng hành động, phải gìn tâm giữ miệng, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình. Nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch. Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới dịch xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Quả Hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hộ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ. Cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A-la-hán rồi, vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình. Giống như câu chuyện Quả Hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc họa nằm nơi đầu lưỡi. Đầu lưỡi. Giấc mộng của tôi. Phật môn có câu: thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tính Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương, vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn ngồi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ,
chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này. Nói xong ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra, đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả, kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngay đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi, dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ tiên sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên. Con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ tiên sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ tiên sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bịa đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục.
những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em, thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt như ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương Tri Đỗ tiên sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói, nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không? Họ đáp, dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo, nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn, đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích, Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp, chúng tôi là ngoại đạo theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống. Sư phụ nói, thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù, nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá, tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng. Hoàng gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn.
Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ: hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật mình ăn qua siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lể về những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hát cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi: hôm nay vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa: dạ, bà Hách dặn con tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói: không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lúc nào cũng phải đúng mốt,
còn ưa mặt khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ, nhìn ngắm mình. Sức ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật đầu. Sư phụ nói tiếp. Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: trao dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu. Làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau trì làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau đòi nợ. Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn, phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? Dạ con hiểu rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ vâng lời hòa thượng dạy. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường.
không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân buôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua. Nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về, an ủi nó: Con gái cưng à, cổ nhân thường nói, có chí thì nên. Con có hoài bão cao,
thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận, có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo, con mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. Tôi vội nhắc, nè, con có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng nói con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng. Ba ơi! Tôi bảo, Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho, thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo, thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ, là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành khẩn cầu ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh ngài để dẹp trừ tạp niệm vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng. Lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp binh Như Lai, lời ngài hoàn toàn chân thực.